Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con nhé. Bóng kia á? Thôi để cho đẹp, tí về thì mình lấy sau nhé. Con sờ bóng chưa? Cái đấy thì cao quá, không sờ được. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với quán Lẩu Mi ở trên đường Trần Khắc Chân. Hôm nay gia đình Duy đến đây để ăn một bữa tối vào dịp cuối năm. Mời quý vị và các bạn cùng gia đình Duy đến đây ăn nhé. Và không biết là hôm nay cô Mi sẽ gửi tới cho gia đình Duy món ăn gì. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta cùng đi đến đây. Bữa tiệc đang đợi chờ đây rồi. Mi lẩu chào mọi người nhá. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0936 639 777 hoặc 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Hôm nay có những cái món gì đấy em? Anh thấy là toàn cá đây đúng không? Anh ơi, hôm nay em sẽ mời gia đình anh chuyên về cá, cá lăng. Cá lăng, vâng. Hay quá. Món đầu tiên ấy, món sẽ là món cá lăng trộn với cả hành tím, lý sơn. Món thứ hai là món cá lăng rang muối. Món thứ ba là cá lăng nướng riềng mẻ. Và tí nữa mình sẽ có một nồi om chuối đậu nữa anh nhá. Kèm theo nữa là hôm nay thì có các em bé thì em sẽ mời thêm là cái xôi chim. Và có món rau để cho chị em mình ăn đấy. Hay quá, mồm tỏi đây đúng không? Vâng, mồm tỏi chào anh. Tôi Mi ơi, những dưa hấu gì mà nặng chứ? Lạnh thế à? Để thổi nhá, thổi nguội tí nhá. Xôi chim này là em chiên phồng lên. Dạ vâng, vỏ bên ngoài thì em sẽ làm cho nó hơi giòn giòn một chút. Nhưng bên trong thì anh ăn sẽ là mềm và có nhân chim bên trong nữa. Còn cái này là bánh phở à? À, đây là cái bánh đa. Cái gọi là cái mì chũ anh ấy, chiên lên. Chiên lên. Vâng, đấy. Anh ăn thử đi. Xin mời quý vị nhé, mời em. Vâng ạ. Chị ơi, ăn đi chị. Hôm nay thì đến quán của em Mi cũng từ cá lăng nhưng mà làm rất là nhiều các cái món. Duy thấy rằng cũng đáng để khám phá cũng như là để ăn. Anh ăn thử món này trước, cá trộn đây đúng không? Cái hành tím này nhà em cũng phải lấy hành tím Lý Sơn đấy thì nó mới thơm. Anh thấy cái màu đỏ này là màu của tương cà tương ớt à? Đây là ớt tươi mình xay ra anh. Tức là cái món này sẽ cay đây đúng không? Nhưng mà nó là cái ớt ngọt của mình ấy chứ không phải là ớt cay đâu anh. Cái ớt sừng. Và màu xanh này là em trộn với lại rau mùi tàu. Ok. Vâng. Duy mời quý vị nhá, mời cả nhà nhá. Anh thấy không có vị chua, nó chỉ vị cay cay của cái bột ớt này thôi. Cay và hơi chua thôi. Tại vì là nhiều người cũng không ăn được chua ấy. Ví dụ ai muốn ăn thêm thì nhà em sẽ cho thêm. Đấy, anh gắp một cái miếng nữa ở dưới, cái nước sốt nó nhiều, nó đẫm thì nó sẽ ngon hơn. Vì anh ăn thịt cá, dai, cảm giác thịt nó chắc. Ăn kèm với hành Lý Sơn nữa thì cảm giác nó thơm và nó sột 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 ấy. Cá tươi, hành cũng tươi, hành cũng mới, ngon. Cô Mi ơi, chế cho con cho để uống thuốc này vào đi, nó lại chuyển ra bọt không? Chắc là con vừa để bên dưa hấu ấy. Bên dưa hấu nó có màu ấy. Thế nào cháu đổi ra màu hồng bóng. Em anh miếng thịt cuộn chị sẵn cảm rồi. Các bạn, cháu đổi ra màu hồng bóng. Vâng thưa quý vị, cuộc sống của Duy rất là vui. Quanh bên mình là những người đẹp.
đi đâu cũng chỉ có mình là số 1 thôi. Đấy gọi là số anh là số hưởng đấy. Đây chấm cả nước chấm đây cơ, cũng chấm cá đấy ạ. Ba bố, mẹ sao không thấy người ta thích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 để 1, 2, 3, 4. Cứ có lấy không? Nước cho chú làm thế. Quý vị đã từng ăn món cá lăng lướng riềng chưa? Món này là ướp riềng xong sau đó nướng đúng không em? Dạ vâng đúng rồi anh ạ. Em ướp riềng mẻ. Và đây là có củ cải, cà rốt này, ớt này, dưa này. Một đĩa cá nướng này bao nhiêu tiền em? Cá thì nhà em sẽ bán theo cân anh ạ. Bán theo cân. Bán theo cân và theo chế biến theo nhu cầu khách hàng. Ăn bao nhiêu món chẳng hạn. Tất cả những cái món mà anh em mình ăn đây thì là con cá bao nhiêu cân? Hôm nay là có tầm khoảng 3 cân. 3 cân là có đầy đủ các cái món này. Đầy đủ món nhiều món nhỉ? 3 cân. 3 cân cứ dành cho tầm khoảng 6 người. Thì em sẽ chế biến được tầm khoảng 3 đến 4 món. Thì cá lăng nhà em thì ăn có giá là 380 nghìn một cân. Cũng rẻ chứ. 6 người 1 triệu nhỉ? Chế biến các thứ rồi đúng không? Dạ vâng, tính hết rồi đấy ạ. 380 nghìn là bao gồm là mình không mình chế biến hết rồi. Đây là hôm nay thì nhà mình là có em bé thôi chứ bình thường là 6 người lớn là ăn đủ luôn. Cô Mỹ giống bạn vườn đấy chẳng là bạn này. Đấy, chị Như là chị hai, mẹ Trúc là chị hai, bố là An ba. Nhưng mà chị Như này bảo con là chị ba. Con là em út là nó nhà chị Như bên đây là em, chị ba. Em út là chị ba là đúng rồi. Nhà có ba chị em. Có ba chị em đâu, chỉ có hai chị em. Đấy, hôm nay là đi đến nhà cô Mi mới thấy rằng ở nhà là bố mẹ là với lại chị là phải lắng nghe em mới suốt. Cá rang muối ở bên trên đây đó là lốt đúng không? Đang đang để có những tả bên ngoài là em bọc với lại cái bột chiên này. Có một chút chị ạ. À anh ạ. Làm với em. Cảm ơn. Còn ăn nữa không ăn? Nhi ăn không? Nhi ăn thử miếng cá nhé. Xin mời quý vị, Mi. Đây rồi em. Xin mời quý vị. Ăn những món cá của nhà em anh thích nhất đó là những cái vị tự nhiên của cá. Những cái gia vị em cũng không cho nhiều đâu. Đúng rồi, em không cho những cái gì nó làm những cái gì nó mộc nhất. Ừ, rất là mộc. Tại vì ăn mình ăn cá tươi rồi làm những gì mộc rất là ngon. Cái câu chuẩn đó là mộc, cái gì cũng mộc. Dạ vâng. Ăn mình cảm nhận thấy cái độ mềm, độ thơm của cá luôn. Đúng rồi. Nói chung là kể cả cái cá hấp xì dầu này cũng thế. Tôi miên mấy cái con đấy chưa? Món tiếp theo mà gia đình Duy sẽ ăn đó là cá lăng hấp xì dầu. Quý vị cùng xem món cá này. Em ăn này không? Đây cho em miếng. Ăn thử đi. Cá chắc nhỉ? Cá rất là tươi và chắc. Tất cả những món này em đều chế biến được toàn đồ tươi hết. Xin mời quý vị nhé. Mời em. Đồ tươi ngon. Bố, cho bố này. Đây là bánh, đây là ấy sáp màu luôn bố ạ. Bố cho thấy đẹp không? Bố cho thấy đủ sáp màu không? Chị ơi, Nhi làm một trái cho sáp màu cho bố này. Nhi có ăn một miếng cá không? Thử miếng cá. Nhi có ăn đâu? Có, đây có ăn một miếng cá không? Anh phải ăn thêm một chút nấm với cả cái hành nữa, cũng ngon. Cũng từ những cái miếng cá lăng thôi nhưng mà nó mang đến cho mình những cái vị giác. À, ví dụ như cá này nó giòn, cá này thì nó thơm, giòn ngoài và bên trong mềm. Còn cái món này thì nó gần như là cái miếng thịt bên trong bên ngoài nó đều được hầm kỹ. Nhưng mà nó vẫn còn giữ nguyên được những cái miếng mà khi mình gắp lên. Ăn nó dễ ăn hơn cái món này. Còn cái món này thì lại mang đến một cái cảm giác khá lạ nữa. Tuyệt vời. Em ra là cùng một con cá lăng nhưng mà làm sao để chế biến cho mỗi người ăn một món ý. Cái vào xong để mình ăn ý, thì nó sẽ một cái hương vị khác nhau. Nhưng mà anh thấy là em cầu kỳ quá. Cầu kỳ quá. Tại sao không làm mỗi cái món chả cá thôi mà phải làm tất cả những cái món này? Thế thì em lại đi bán chả cá à? Bởi vì là lý do cá lăng mình chế biến được rất là nhiều món. Nếu như mình làm chả không thì rất là phí với một cái mô hình nhà hàng như của nhà em. Đấy. Thì mình sẽ chế biến ra nhiều món để cho khách ăn, thì có thể là như kiểu chị Phương thích cái món này chẳng hạn, như em thích món này. Đấy. Mỗi người một khẩu vị.
Và tất cả những cái đề co đây anh thấy cũng rất là ưng ý luôn, rất đẹp. Dạ vâng. Bây giờ Duy mời quý vị xôi chim nhá. Ngoài đây Duy thấy là có ruốc này. Đây là những cái sợi miến được chiên phồng lên. Bên trong đó là nhân chim đây đúng không em? Chim này chắc chắn là chim bồ câu nhỉ? Đúng rồi, chim bồ câu anh ơi. Cầu kỳ phết. Nói chung là cũng kỳ công để ra một món xôi chim đấy ạ. Cái độ dày của cái miếng xôi này nó gần giống như là cái bánh chưng quý vị nhá. Duy mời quý vị. Eo với thích nhỉ. Hẳn là quấn hẳn cho cô Mi đây này. Xôi chim các quán khác là người ta trộn chim với này xôi luôn. Nhưng đây của cô Mi là chiên lại ở giữa, nó khác biệt với các quán. Và cái chiên của em chiên cũng rất là khéo, tới lửa thôi. Bên phía ngoài nó là cái lớp xôi nó được giòn lên. Nhưng bên trong thì xôi nó vẫn mềm, vẫn dẻo. Dạ vâng. Chính vì làm phải làm như này thì bên ngoài ăn nó có độ hơi giòn giòn chút nhưng bên trong lại mềm. Thì ăn nó bên ngoài nó sẽ béo ngậy một chút. Đúng rồi, nó có độ giòn chút nữa. Vâng. Em cầu kỳ quá. Chúc sức khỏe nhá. Và anh chị nhá. Chúc My là luôn đắt hàng đông khách nhá. Chúng ta rô nhá. Chúng ta nào. Nào, bố bắt điệu nhá. 1 2 3 rô. 2 3 rô. 2 3 ước. Không được xôm cho lắm. Bố bố. Bố bố. Lớp con chúng ta, lớp con các cô chúng bác là 1 2 rô rồi. Em 1 2 3 uống bố ạ. À thế hả? Rồi cho lớp con chúng bạn như thế. Chắc là buổi trưa ăn á. Không, em, không nên. Nên khoan nhé, như lúc liên khoan trời uống cho trái rô như thế. Bên trên này anh thấy là có hành khô này, đúng không? Rau, tía tô. Các loại rau, tía tô, hành, giá lốt, ớt. Hành, ớt. Nó có cái nước sữa đây. Ừ. Đây quý vị, cái nước om chuối đậu của cô Bi này. Chuối này ninh kỹ là nó cũng... Đúng rồi, ra bột. Nó ra bột mà. Nước nó sẽ sạch. Chuối đấy. Đây, phần chuối đây. Rồi phần thịt nữa. Có thịt ba chỉ của lợn. Rồi, anh mời em. Cho em một ít thôi. Cắt bớt nước chấm này đi ạ. Em ăn thịt ba chỉ này nhá. Cho em ít chuối với đậu. Ừ, chuối đậu. Tiếp này cho ít bún nữa. Rồi, em cảm ơn. Mi đưa anh lấy ra. Vâng, em xin. Anh lấy đầy đủ luôn nhá. Dạ, vâng. Trong bữa ăn, bù với đậu. Cái vị chua của mẻ. Đấy. Nó phải chua như thế nó mới gọi là om chuối đậu. Kiểu om chuối đậu nhưng phải có vị chua như hôm trước ấy. Mình ăn cái ở đâu ấy, nó hơi thiếu vị một chút. Dạ. Món này như thích quý vị thích đúng không? Quý vị và bạn có dịp nhớ ghé qua địa chỉ quán đó là Hà Nội quán 1990. Cơ sở 1 là 21 B Trần Phú, cơ sở 2 là 116 phố Trần Cát Chân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh chị nhé.